cố gắng lại tiếng chứ. Đây là nhà hiện tại đang có mặt tại trung tâm pháp y, trung tâm pháp y nhân quận 5 để mà theo dõi tình hình của chú Diệp Đăng Nhã thôi. Chỉ tại nhà ở bên trong cùng tất cả các bác sĩ ở bên trong tất nhiên. Thì vừa nãy thì Việt Phương vừa thăm về đó. Tại bên trong thì còn có chú Hoài Linh rồi cho Trấn Thành, Hà Đức Quang, tất cả các anh em nghệ sĩ đang ở trong. Chiều nay 3:20
sẽ mở cửa.